Chào bạn, chúng ta lại bắt đầu với video kỹ thuật và video chia sẻ kinh nghiệm của Lô 2 ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau về vấn đề đó là làm sao các bạn có thể cài đặt được một chiếc cạc màn hình ok nhất. Thứ nhất là trước đó Lô 2 đã có ra một video hướng dẫn các bạn cài cạc màn hình trên Zim 7 32 bit, thì bạn cứ thế các bạn làm là ok. Thì cái video này hướng tới cái phân cài cạc màn hình với cái phân khúc cao hơn là các bạn dùng cho Zim 64 bit và một số cái cạc đời cao các bạn hơi khó cài. Nó sẽ có 4 cách cài như sau. Mình sẽ làm video hướng dẫn từ cho các bạn từng cách. Các bạn vui lòng chờ và đợi, thì người ta hát mãi rồi chờ người lên đấy, nhưng mà chờ thôi. Cách thứ nhất là luôn luôn không mất phí. Với mình có một quan điểm là rất đơn giản, luôn luôn không mất phí, đó là các bạn google.com, các bạn đi tìm driver đúng cái này. Ví dụ là GSI, MSI, GTX 650Ti, thì bạn sang cho mình ngay một cái dòng chữ, đó là MSI GTX 650Ti download driver, hoặc là MSI GTX 650Ti hướng dẫn cài đặt cạc màn hình. Đó, trước tiên chúng ta hỏi thăm anh Google xem nó có cho ta được cái gì hay không đã. Tiếp theo là cách thứ hai, đó là các bạn chạy cái phần mềm Auto Driver. Như ở cái Zim 732 mình đã đặt link sẵn của Zim 732 và Zim 764 ở đó rồi. Các bạn download về các bạn chạy Auto Driver là ok. Cách thứ ba, các bạn vào MSI, trang chủ của MSI, sau đó các bạn tìm đúng tên cạc, sau đó các bạn vào và download driver, các bạn download về các bạn chạy cạc snap là ok. Cách thứ tư, đó là cách thứ tư, đó là các bạn làm theo video sau này các bạn đang xem đây, cũng là một cách khá phổ cập. Còn một số cách nữa mình sẽ giới thiệu ở một số video khác, hoặc các bạn nào có cách hay hơn thì các bạn cũng làm cái video sau đó, hoặc là các bạn đưa ra ý tưởng mình sẽ thực hiện hóa cái video cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có thể xem video này cài được những cạc màn hình của các bạn mong muốn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, như đoạn trước thì mình đã nói với các bạn là chúng ta có 4 đến 5 cách để cài một cái cạc màn hình. Có những cách mình đã giới thiệu các bạn video trước, và một số cạc khi các bạn cài cho những bản Win 64 thì nó có những cách tiếp theo. Chúng ta bắt đầu như sau. Như mọi thao tác và kết nối này thì đã có video để hướng dẫn các bạn hết rồi. Còn bây giờ chỉ là cái bước cài đặt thôi. Các bạn nhìn này, khi các bạn lắp về nhá, các bạn để ý cho mình. Đó, ở đây nó có một cái lỗ. Ở đây nó có 3-4 cái lỗ. Khi các bạn mua một cái cạc màn hình về thì các bạn phải chạy sang cái lỗ mới mà các bạn sống và định cư, không được quay về cái lỗ này nữa, nó sẽ không lên hình cho các bạn nhớ cho tôi. Có rất nhiều khách hàng hỏi đó là sao em mua cạc về lại không lên hình. Tra một lúc cuối cùng là ông đút nhầm lỗ. Đó, khi các bạn để ý là khi nó sẽ không khi nó chưa cài cạc màn hình thì các cái ứng dụng của nó sẽ lở ra như thế, lở ấy. Bây giờ chúng ta phải làm nó co lại cho nó nhỏ nhắn xinh xắn ra. Đoạn này là như chưa thấy cái tên cạc màn hình ở đây này. Biểu tượng của hãng cạc màn hình, như ví dụ như cạc này là cạc Livia. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Biểu tượng là của hãng driver. À, nó chưa có biểu tượng của driver, tí nữa tôi sẽ chỉnh sửa cái đoạn này. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào Google. Cái này thì tôi vẫn luôn luôn bảo các bạn là nó không hề từng ký. Nhưng mà tại sao chúng ta lại tìm và đánh tên cái này? Chúng ta phải biết được chip của nó đúng không ạ? Đây là cái trang chủ của phần mềm driver của cạc Vega. Tất cả các cạc trong này đều có tất. Tất cả các cạc Vega, nhưng khi cạc Vega nó phân ra rất là nhiều hãng, Nvidia với cả Volopel. Không, nó phân ra theo dạng chip. Mình phải nhận dạng được đây là con chip Livia, có nghĩa là mình đã từng cài nó, hoặc là cái cạc Vega là chip Livia thì nó mới dùng. Còn ví dụ mới một số dòng nó dùng AMD và Volpel thì lại ở trang khác. Nếu như mà không ấy thì chỉ cần như các bạn này, bây giờ các bạn muốn tìm hiểu cái đoạn mà ở làm sao download cho chuẩn nhất, các bạn vào Mixinger, sau đó vào đoạn profile đó. Đây nhá, cái dạng này nhá, sau đó vào profile. Đây là một cách cài cạc màn hình, còn rất nhiều cách khác. Đó. Tiếp tục ở đây này. Chậm chậm rồi đấy. Đấy, ok. Copy cái dòng này. Ok, đấy, anh viết vào Google cho em. Đây thì không cần biết nó là cái gì, nó ra ngay lập tức.
cái khác nữa. Đó các bạn nhìn thấy không? Nó luôn lên Nivea này. Đấy, bây giờ các bạn cần download driver là ok. Nhiều khi nó không chuẩn. Nhưng đây chúng ta chỉ, đây thì tôi chỉ cho các bạn biết đây là cái cạc này là cái cạc của hãng nào. Đấy. Khi giao thì chúng tôi khuyên các bạn là lên vào Google và download trên trang chủ Nvidia. Có nghĩa là khi các bạn úp cái đường link đó thì các bạn sẽ tìm được là con chip phép cho cái cạc màn hình này nó chạy con gì. Ví dụ là Nvidia, lúc đó các bạn vào Google các bạn gõ cho tôi cái dòng chữ đó là Nvidia và tìm về trang chủ của nó, sau đó các bạn tìm download đúng cái tên của nó là ok. Như vậy là ở đây chúng ta đã tìm thấy một cái dòng, đúng không? Thì ở đây bên này nó đã có đầy đủ các, tức là cái win mình đang sử dụng là chuẩn rồi, và tất cả những cái thông cạc này nó có sẵn hay chúng ta làm. Theo ra bên dưới này một số dòng, cái dòng đường link đưa thẳng đến cái driver của nó, driver của cái cạc này. Bây giờ chúng ta đợi một chút. Download về các bạn ấn ok. Lúc này thì cái bước quá đơn giản, ok và next rồi. Thay đổi cái này là sáng, em chuyển trình có độ cài đó, nó tự làm đấy, bây giờ reset cái là ok. Đấy. Đấy. Đấy, bao giờ bạn nhìn thấy là Liveda cái Nvidia Control Panel nó lên luôn cái cạc cho mình nhỉ. Version 391.01 Airport GTX 750 Ti.